Ok, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu tới anh em này, máy sạc đây. Đây là bộ dây rắc dơ le sẵn, đầu nối hết để dành riêng cho quả Tun X4 này. Đấy, bộ này là bộ của Tun nhé. Đấy, chính hãng, bảo hành 1 năm. Bộ này thì nó có cái gì? Thứ nhất là nó sẽ có một công tắc, này là công tắc LED nhé mọi người nhé. Công tắc LED này. Tiếp theo là nó sẽ có dây để dẫn ra quả đèn X4 này. Đây, hai dây này là đấu ắc quy này, một âm một dương ắc quy này. Tiếp theo nữa là nó sẽ có một dây xanh lá này, xanh lá thì mọi người đấu vào dương sau khóa nhé. Hai dây dây trắng và xanh dương này mọi người đấu hai bên xi nhan này, để khi mình xi nhan mình có thể nháy đèn luôn được. Đấy. Này rất là tiện, bộ dây này rất là tiện. Trắng, xanh dương trắng, đấu vào hai dương xi nhan nhé, bạn đấu bên nào cũng được. Tiếp theo còn một dây này, dây màu vàng này thì anh em đấu vào cái công tắc passing cho mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ test cho mọi người này. Đấy, nó cũng rất đơn giản thôi. Chỉ có 4 dây ra thôi. 6 dây thì hai dây này là âm dương ắc quy rồi. Một dây dương sau khóa này. Hai dây xi nhan này và một dây đấu công tắc passing. Đấy, bây giờ mình đấu. Đây. Cái này là nó là mạch nhá mọi người nhá. Trong này là tích hợp cả mạch. Sẵn hết đầy đủ chức năng cho mọi người. Tắt bật rồi cũng như passing. Đấy, công tắc này. Anh em bấm một lần này. Đấy, chiếc Tun nó sáng lên thì đèn sáng này, xoay ra ngoài. Đấy, đấy là bấm một lần nhé, giờ bấm hai lần này. Đấy, này tự động sẽ pha xuống này. Đấy. Còn đây, nháy passing vẫn bình thường nhé anh em nhé. Đấy, đây vẫn nháy passing này. Tiếp theo là khi mình xi nhan này. Đấy, xi nhan nó cũng có thể nháy luôn được. Đấy. Mình tắt đèn này. Nhấn một lần là tắt, nhấn một lần là mở này. Nhấn một lần là mở cốt nhé. Đấy, nhấn hai lần là mở pha này, nhấn một lần là tắt này. Đây, anh em có thể nhấn hai lần cùng lúc là nó sẽ lên pha luôn này. Đấy, pha rất là sáng. Ok, nhấn tắt. Rồi, tiếp theo là bây giờ khi tắt này, anh em có thể vẫn thể passing bình thường được này. Đấy, tắt đèn vẫn passing bình thường. Đây, này. Chính hãng của Tun nhé mọi người nhé. Hãy bảo hành cho mọi người 1 năm theo đúng chính sách của Tun. Giá đề xuất là 600.000 nhưng mình sẽ bán thấp hơn một chút. Anh em cần thì cứ inbox cho mình. Đây là bộ dây rắc chuyên dụng để cho Tun X4 nhé. Tun này thì có hai màu, màu trắng và màu vàng. Đây là đang là quả X4 cộng thì màu vàng. Còn X4 thì sẽ là màu trắng mọi người nhé. Rồi, ok.